Rồi chào mọi người, bây giờ tiếp tục giới thiệu cho người một cái sản phẩm mang thương hiệu Inco ha. Thì cái sản phẩm mang thương hiệu Inco nhưng mà tôi chuẩn bị giới thiệu cho người đây là cái máy bắn bu lông dùng điện. Máy bắn bu lông dùng điện nó có cái lực xoắn, lực xoắn mắc tối đa của nó là 550 Newton trên mét. Đối với cái lực xoắn này thì cực kỳ khỏe nha mọi người ha, nó có thể mở được ốc 32 ly xe máy. Như anh em nào thợ sửa xe máy đã xài qua những cái xài qua cái dòng mà có hãng Total đó, thì vừa rồi cái hãng Total đã hết hàng. Thì tôi về là cái mẫu Inco để giới thiệu cho người ha. Thì khi mà so sánh giữa hai cái mẫu á, thì thằng Inco này nó hơn một bậc so với thằng Total nha, hơn về cái động cơ đó ha. Động cơ nó chạy rất là êm hơn cái thằng Total. Và thương hiệu Inco này á, thì lúc trước nó cũng đã có giới thiệu cho người rồi. Thì Inco này tại thị trường Việt Nam thì nó là ra sao thằng Total, nhưng ở các thị trường các nước khác thì thằng Inco này bán rất là mạnh hơn thằng Total luôn. Do vậy khi mà về Việt Nam cái thằng giá của Inco này nó mắc hơn hàng Total đó, nhưng mà do cái thời điểm đầu mới về thì bên cửa hàng tôi sẽ bán một vài dòng nó sẽ bằng với giá của hàng Total, còn đối với những cái dòng nào mà bằng không nổi thì bắt sẽ cao hơn thằng Total nha, bởi cái giá nó chất lượng nó vượt hơn một bậc ha. Nên mọi người mua hàng thì mọi người cũng lưu ý, dù mình có thể mình cầm hai cái máy so sánh với nhau thì thằng Inco này lúc nào nó cũng hơn thằng Total một chút. Vì công suất của nó là 1050W, dòng điện là 220 đến 240 50 60 Hz. Lực quay của nó là 2.300 vòng một phút nha. Smart của nó là 550 Newton đó. Thì dùng cái đầu khẩu là 1/2, trái và phải đựng trong một cái hộp nhựa rất là đẹp ha. Thương hiệu hàng này hàng công nghiệp nha, industrial, hàng công nghiệp đó. Thì những anh em nào chúng ta mà thợ sửa xe máy mà không thuộc cái ốc nồi 32 ly, ốc rất là cứng nha, ốc rất là cứng, nhưng mà cái con này nó mở được đó. Thì anh em ta cứ mua về ta mở bao xài luôn, bởi vì đã bán cho anh em ta sử dụng rồi, rất là khỏe nha. Đó, và cái tiếng máy nó sẽ chạy êm hơn. Đấy, giờ tôi sẽ khui ra ngoài xem. Đựng trong hộp nhựa rất là đẹp nha, cứng nữa. Đây, đây là cái máy bắn bu lông bằng điện, thẻ bảo hành Inco, hướng dẫn sử dụng, hai chỗ thang dự phòng. Trong đây nó sẽ có là 2, 4, 6 cái đầu nụ, ha, đầu nụ và đầu khẩu, một đầu nói nha. Đầu khẩu gồm những cái size gì đây, mình gỡ nó, mình phôi đọc cho mọi người luôn để mọi người biết. Rồi, một cái đầu là 17 nè, một đầu là 18 nè, 17, 18, 19 nha. Rồi con này chắc 21 đây. 21 ha. 17, 18, 19, 21. 23 và 24. Rồi 23, 24 ha. Đó, 5 con và một cái đầu nói. Thì những cái con này màu đen này là dành cho bắn bằng máy nha, bắn bằng máy. Đó. Rồi 5 con. Đó là cái phụ kiện của nó. Còn cái thân máy tôi sẽ khui cho người xem, rất là đẹp luôn. Đây, ngoại hình em nó gần như giống 100% so với hàng Total. Khác chỗ là cái logo, logo ha, rồi viền màu khác thôi. Còn căn bản là giống hết, bọc cao su đầu giống hết nha mọi người ha. Tại nó sản xuất trên cùng một cái dây chuyền mà ha, nhìn rất là đã luôn, cầm đã lắm. Quan trọng tiếng máy chạy êm ha, êm. Thì cắm điện như thử ha. Rồi điện đã cắm đây, mọi người xem cái tiếng máy nè. Người xem với một cái lực búa mà nó với một cái lực mà nó nặng như khỏe như vậy thì mở ốc rất là khỏe luôn ha. Thì ở trên đây nó sẽ có left và right nha, left và right ha. Đó, right nè, right mà khi mà mình bấm right là nó sẽ mở ra, right là nó sẽ mở ra đó, nhìn đó mở ra nè, không bấm left là nó vô dưới nè, đó xuyết vào.
Mọi người nghe tiếng Hoa rất là kích thích ha, rất là kích thích luôn. Hàng là hàng industrial, hàng công nghiệp. Inco cầm cái máy rất là chắc nha, cao su. Cao su này để làm chi? Để khi chúng ta cầm bở tay nè, đó, chúng ta bắn những con lớn thì chúng ta cầm bở tay như vậy ha, rất là chắc tay luôn. Cực kỳ chắc tay luôn. Đó. Rất là đã ha. Khi mà người bắn không tải á, thì khi dành cho máy ngừng hẳn là mình mới đảo chiều đó nha. Đó, còn bắn không tải á, mình bấm vô á, khi nào máy nó dừng sẵn thì mình mới đảo chiều. Còn cái máy mà đang quay mình đảo chiều ngược lại rất là hại cho máy ha, rất là hại cho chỗ thang. Người xài mà lưu ý ha. Thì cái máy bóng bu lông này của hãng Inco bên cửa hàng tôi đang bán với giá là 1.600.000 nha mọi người nha. 1.600.000 giá chưa có phí ship. Hàng chính hãng bảo hành 6 tháng. Nha, hàng chính hãng bảo hành 6 tháng. Rất là đã luôn. Đó. Về kết cấu ngoại hình cực kỳ đẹp. Thì cũng giới thiệu sơ qua cho mọi người ha. Thì khoảng trong tháng 10 tháng sau là bên cửa hàng tôi sẽ review rất là mạnh về cái thương hiệu này nha. Trong tháng sau bên cửa hàng tôi sẽ làm review rất là mạnh về cái thương hiệu này, hàng Inco. Đó, vì cái giá của nó thì nó sẽ cao hơn một bậc so với hãng Total, bởi vì chất lượng nó tốt hơn nha, vì chất lượng nó tốt hơn. Đó, thì mong mọi người ủng hộ. Thì khi mà mọi người đã xài qua những hàng Inco rồi thì mình mới biết được cái chất lượng của nó nha, chứ không phải là mình nghĩ một cái thương hiệu mới chất lượng nó không bằng, không là không đúng. Đó, thì giữa Inco và Total thì nó cũng giống nhau thôi ha, về mẫu mã thì hết gần như là giống nhau hết, những hàng gì nó có là bên Total thì có hết đó, hoặc là một vài mẫu của Inco này có mà hàng Total không có. Thì hàng Total hiện tại bây giờ trên thị trường đã rất là mạnh, rất là nhiều rồi ha, gần như là phủ sóng nó rất là nhiều rồi, hầu như cửa hàng này cũng có. Đó, riêng hàng Inco thì chưa. Thì cuối tháng này bên tôi sẽ đi hội nghị bên Inco này ha, và sẽ mang những cái sản phẩm về để review cho mọi người xem nha. Để cho mọi người có cái nhìn tổng quát hơn về cái chất lượng của nó. Thì căn bản như bên tôi bán không phải vì mình muốn bán hàng mà mình nói nó sao cũng được, không phải vậy. Mà tại vì chất lượng nó mình thấy hơn là mình nói hơn, còn nó không bằng là mình nói nó không bằng nha. Đó. Và trong tháng này của tôi cũng đã làm việc thêm những cái dòng máy khác của thương hiệu khác nữa, đa phần là hàng chính hãng thôi. Bên tôi bán là phần hàng chính hãng thôi nha, hàng nói chung là hàng chính hãng, giá bình dân cho anh em ta sử dụng nha, và rất là bền, chứ không phải là giá bình dân mà nó xài ba bữa năm ba bữa lạnh hư, không phải vậy nha. Ok anh em. Đó, rồi nhắc lại con này có giá là 1.600.000 chưa cần phí ship nha anh em. Anh em có nhu cầu mua hãy liên hệ trực tiếp nha, hoặc là theo đường link bên dưới để mình mua hàng. Đó, đường link bên dưới là nó sẽ có cái sản phẩm này nha. Rồi, rất đã luôn. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Rồi, xin chào.